Chiếc sổ vừa vẽ được, vừa xem truyện tranh, lại vừa học hỏi được nữa. Nghe hơi ảo ma nhưng đó lại là sự thật. Nếu tập học sinh là size A5 thì sổ vẽ này to gấp đôi. Từ bìa sổ đến phần kiến thức bên trong đều do họa sĩ Nhật Bản thực hiện. Toàn bộ phần tài liệu vẽ kèm theo có hình minh họa, dễ nhìn dễ hiểu, được biên tập theo phong cách manga mới lạ. Kiến thức vẽ được kèm theo vào trong sổ vẽ và được kết hợp làm một. Trong đó có rất nhiều trang hướng dẫn cùng chủ đề kiến thức khác nhau. Mọi người có thể tự do lựa chọn tutorial mà mình muốn. Tính ứng dụng của sổ vẽ này rất cao. Ai là newbie mới bước chân vào giới vẽ thì đây là thứ siêu bổ ích cho các bạn. Nếu dễ bị lỗi hoặc do vận chuyển thì cứ yên tâm là đổi trả không mất phí. Đừng quên ấn theo dõi để xem sắp tới mình vẽ gì nha.